Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm động viên nhân dân các địa phương vùng ven biển. Các hoạt động hỗ trợ ngư dân vùng ven biển. Các địa phương sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đội 5 thập kỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình quy tập hai cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyên mục Chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Bộ Trạch nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 8 tháng 5, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm động viên nhân dân các xã Nhân Trạch, Đức Trạch, huyện Bố Trạch và phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Đây là những địa phương vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình đã và đang chịu nhiều thiệt hại do tình trạng thủy hải sản chết hàng loạt trong gần một tháng qua. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân do tình trạng thủy hải sản chết bất thường trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tình trạng cá biển chết trôi dạt vào bờ trong gần một tháng qua từ vùng biển xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, sau đó tiếp tục lan rộng đến xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy đã làm cho hoạt động khai thác thủy hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và cả hoạt động du lịch dịch vụ bị đình trệ, gây thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tâm lý của bà con nhân dân. Trong khi chưa có kết luận của các cơ quan chức năng ở Trung ương về nguyên nhân thủy hải sản chết bất thường, thì một số phần tử phản động đã tung tin thất thiệt, xuyên tạc, kích động, lôi kéo nhân dân tụ tập, tuần hành đông người, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Như tỉnh đã xuất cấp 500 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân các xã vùng ven biển, ban hành chính sách hỗ trợ thu mua thủy hải sản đánh bắt vùng biển xa, hỗ trợ đối với tàu đánh bắt thủy hải sản gần bờ, người nuôi trồng thủy sản ven biển và các chính sách tín dụng ưu đãi của hệ thống ngân hàng thương mại. Ngoài ra, các huyện, thị, thành phố, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã kịp thời quyên góp, hỗ trợ để giúp nhân dân các xã vùng ven biển vượt qua khó khăn. Với sự đồng sức đồng lòng của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cho đến thời điểm này, đời sống của nhân dân các xã vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình nói chung và ngư dân các xã Nhân Trạch, Đức Trạch, huyện Bố Trạch, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn nói riêng đã cơ bản ổn định. Sau khi thăm hỏi động viên tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân và trực tiếp làm việc với cấp ủy chính quyền các địa phương vùng ven biển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành và tinh thần đoàn kết nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, để ổn định tình hình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, kiên quyết không nghe theo lời xúi giục, kích động của các phần tử phản động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng và Nhà nước, Chính phủ cũng như cấp ủy chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Bình đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, kề vai sát cánh cùng với ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu để có nhiều chính sách hỗ trợ nhân dân. Do vậy mà bà con nhân dân hãy yên tâm và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Quảng Bình, đồng thời nêu cao truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết sáng tạo để cùng đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các địa phương vùng ven biển tiếp tục thống kê những thiệt hại của bà con nhân dân để có kế hoạch hỗ trợ, triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến tận mỗi người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc hỗ trợ phải được triển khai một cách khách quan, dân chủ, đúng đối tượng, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, qua đó tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và các ban ngành địa phương trong tỉnh. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh,
cùng với việc khẩn trương ổn định sản xuất, đời sống cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà cả hệ thống chính trị cần đặc biệt quan tâm nhất hiện nay là lãnh đạo chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 8 tháng 5, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành liên quan đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và tiền cho các ngư dân trên địa bàn bị thiệt hại do cá chết bất thường xảy ra trên vùng biển trong thời gian vừa qua. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thị xã hỗ trợ 140 tấn gạo cho ngư dân 8 xã, phường gồm phường Quảng Phúc, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận và các xã Quảng Lộc, Quảng Tiên, Quảng Văn, Quảng Trung, Quảng Minh bị thiệt hại do cá chết trong thời gian vừa qua và 925 tàu cá có gắn máy đánh bắt gần bờ với số tiền 1 triệu đồng mỗi một tàu cá. Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát tổng hợp, báo cáo tình hình và đề xuất hỗ trợ cho các ngư dân khó khăn nhưng chưa có trong danh sách hỗ trợ đợt này. Cũng trong ngày 8 tháng 5, thị xã Ba Đồn đã tổ chức 4 điểm bán hải sản đánh bắt xa bờ an toàn phục vụ nhu cầu cho người dân địa phương tại khu vực chợ Ba Đồn. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đã cùng tham gia mua cá với bà con nhân dân. Đây là điểm bán các loại cá hải sản tươi sạch đánh bắt xa bờ an toàn đầu tiên trên địa bàn thị xã Ba Đồn được các cơ quan chức năng xác nhận đảm bảo về chất lượng. Toàn bộ cá hải sản thực phẩm bán tại 4 điểm này được thương lái lấy từ cảng Danh và cảng Nhật Lệ sau khi được các cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và cho phép bán trên thị trường. Việc tổ chức điểm bán cá sạch của Ủy ban Nhân dân thị xã nhằm giúp ngư dân trên địa bàn ổn định sản xuất, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp thủy sản, hải sản vệ sinh an toàn cho người dân. Sáng ngày 8 tháng 5, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho ngư dân trên địa bàn xã Cảnh Dương, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch và phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội cựu chiến binh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ 500.000 đồng cho ngư dân là các cựu chiến binh chịu ảnh hưởng trong đợt cá chết bất thường thời gian qua. Lãnh đạo hội cũng động viên các ngư dân cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống để tiếp tục vươn khơi bám biển. Được biết, nguồn hỗ trợ này được trích từ quỹ kêu gọi giúp đỡ nhân dân miền biển của các cựu chiến binh trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tới, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngư dân trên địa bàn 18 xã ven biển thuộc các huyện, thị xã và thành phố trong toàn tỉnh. Để chia sẻ với ngư dân vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình, chiều ngày 7 tháng 5, Chi đoàn Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã tổ chức thăm và trao quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do hiện tượng cá chết bất thường trong thời gian qua. Chi đoàn Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã đến thăm tặng quà cho 30 hộ ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam huyện Lệ Thủy, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, đoàn Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cũng đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực của đoàn viên thanh niên Sở Giao thông Vận tải nhằm góp phần động viên chia sẻ với các hộ gia đình, bà con ngư dân đang gặp khó khăn do hiện tượng cá chết trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng cá biển chết hàng loạt trong thời gian vừa qua, kèm theo các loài rác thải trôi dạt vào bờ, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái trên vùng biển Quảng Bình, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch tiến hành thu gom rác thải dọc khu du lịch bãi biển Đá Nhảy. Với chương trình hành động vì môi trường xanh sạch đẹp, những người lính biên phòng cùng với người dân địa phương xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã tập trung làm vệ sinh, thu gom rác thải trôi dạt dọc theo bờ biển khu du lịch bãi tắm Đá Nhảy. Với tinh thần lao động trách nhiệm và khẩn trương, sau gần một ngày, lực lượng phối hợp đã thu gom được hàng tấn rác thải dọc theo chiều dài bờ biển. Trong thời gian này, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã thường xuyên đẩy mạnh phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn tuyến biển, tích cực làm vệ sinh môi trường và tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm giúp bà con ngư dân sớm ổn định cuộc sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 7 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi tắm Vũng Chua, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đá Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Kết quả quan trắc, phân tích so sánh với QCVN 10 MT2015BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác, cho thấy 11 chỉ tiêu phân tích
trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện, được công bố tại website vea.gov.vn. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơi, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp. Ngày 7 tháng 5, Ủy ban bầu cử huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung chính của thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như việc thành lập cơ cấu thành phần và nhiệm vụ quyền hạn, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, bố trí điểm bỏ phiếu, họp phiếu, nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, các công việc thực hiện trước và trong ngày bầu cử. Hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi, giải đáp những thắc mắc về công tác bầu cử, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thật sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện miền núi Minh Hóa đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra an toàn thành công. Trong những ngày qua, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức các cuộc họp để quán triệt và kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, huyện ủy về công tác bầu cử, đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ. Hiện nay, danh sách đại biểu ứng cử và danh sách cử tri tham gia đi bầu cử đã được niêm yết và công khai tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Trong thời gian từ nay đến ngày 22 tháng 5, huyện Minh Hóa sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời bổ sung và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử. Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn của huyện Bố Trạch, thời gian qua, bên cạnh việc chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất, cấp ủy chính quyền xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là một trong những nội dung tuyên truyền được phát rộng rãi từ nhiều tháng nay về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Bên cạnh đó, ban bầu cử xã và các thôn tăng cường hướng dẫn cho bà con về các quy định của luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Vì vậy, cử tri trên địa bàn xã đều nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Cán bộ xã là cũng là thường xuyên về tận địa bàn các từng thôn và thôn xóm cũng tuyên truyền về luật bầu cử. Riêng bản thân tôi cũng là một là có cử tri dân đã hiểu rõ về danh sách những là người ứng cử viên vào Quốc hội. Chúng tôi là cùng một là người cử tri của cả nước. Đến ngày 22 tháng 5 là chúng tôi cũng là đi bầu cử. Trong cái đợt và tuyên truyền để bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội này, thì chúng tôi toàn dân cũng phải là rất là phấn khởi, phải là vất vợi. Tôi là người một cử tri cũng có cái nhiệm vụ tất nên là tuyên truyền cho bà con và cùng nghe thấy bà con là cũng là phấn khởi trong cái đợt này, và chúng tôi sẽ hứa làm thế nào để trong cái đợt bầu cử này là phải đúng vào những người mà phải là làm việc và ứng cử, phải làm việc cho nhân dân được hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, xã Phúc Trạch đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, danh sách cử tri tại 10 điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã.
Bên cạnh pano áp phích, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch cũng đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên về tận từng thôn để tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác tuyên truyền đã được là Ủy ban dân xã, các ngành của xã cũng như là Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường. Thì Ủy ban xã đã có quyết định thành lập kiện toàn cái ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời phân công trách nhiệm cho các ban ngành cùng phối hợp để là về các thôn tổ chức hội nghị nhân dân nâng cao cái công tác tuyên truyền về cái luật bầu cử và vận động nhân dân đúng vào ngày 22 tháng 5 để cho nhân dân là tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đạt tỷ lệ là 100%. Có thể khẳng định, hiện tại công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại xã Phúc Trạch đã cơ bản hoàn tất. Việc tăng cường công tác tuyên truyền sẽ góp phần giúp cử tri thấy được vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của bản thân, từ đó tích cực hướng tới ngày hội lớn của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ bước vào ngày hội lớn, ngày toàn dân thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là đi bầu cử, chọn lựa những người đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Hòa trong không khí của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy cũng đang sẵn sàng cho sự kiện trọng đại này. Đã gần một tháng nay, kể từ ngày xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt tại vùng ven bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó có xã biển Bãi Ngang, Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, của huyện và các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, những ngư dân xã Ngư Thủy Nam tạm thời dừng việc khai thác thủy hải sản. Biển không còn nhộn nhịp những chuyến tàu vào ra đầy ắp cá tôm. Sau những ngày băn khoăn lo lắng, được sự động viên hỗ trợ kịp thời của tỉnh, của huyện và các tổ chức đoàn thể, bà con ngư dân của xã Ngư Thủy Nam đã và đang dần ổn định lại cuộc sống. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã chuyển đổi sản xuất, tiến hành trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cả nước ngọt để cải thiện kinh tế. Và những khi rảnh rỗi, họ lại sửa sang ngư lưới cụ. Sau khi tình hình cá chết hàng loạt xảy ra ở trên địa bàn thì nhân dân đây gặp rất nhiều khó khăn. Đài báo thì tuyên truyền rất nhiều, là bây giờ cũng rất chưa tìm ra kết luận, cho nên là nhân dân ở đây là từ bây giờ toàn bộ ngư lưới cụ là không được đánh bắt này, rồi là đời sống cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà bà con thì trước mắt cũng chủ động là chuyển đổi nghề nghiệp, như phát triển thêm chăn nuôi, rồi trồng trọt, rồi là buôn bán, rồi là một số thực chất một số đi phải tìm công ăn việc làm, đi làm ăn xa để nâng cao, để có cái đời sống. Đa số bây giờ là cần phải chờ đợi trên vấn đề trên kết luận sao, để bây giờ bà con muốn cho mau muốn để bà con là để ra khơi để đánh bắt để được ổn định được đời sống. Còn cái việc bầu cử thì bởi nhân dân đây là cũng trả đình tốt, còn truyền thống lâu nay rồi, bây giờ họ người ta cũng rất tháo hức. Đây là một nghĩa vụ quyền lợi của mỗi cử tri, mỗi công dân, cho nên là họ là cùng sẵn sàng. Còn các bước diễn ra từ xã cho đến thôn là làm theo đúng quy trình thủ tục thì gần như là cơ bản hoàn thành, mà chắc chắn rằng là cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp chắc chắn là thành công tốt đẹp. Mặc dù bận rộn lo toan với cuộc sống thường nhật, nhưng bà con xã Ngư Thủy Nam vẫn không quên nghĩa vụ, quyền lợi của mình, đó là tham gia bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện nay, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được hoàn thành tại 5 điểm bầu cử trên địa bàn xã Ngư Thủy Nam. Riêng về đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, sau 3 vòng hiệp thương công khai, dân chủ, minh bạch và đúng luật, xã Ngư Thủy Nam đã chốt lại danh sách gồm 40 ứng cử viên để cử tri lựa chọn và bầu ra 25 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã vào ngày bầu cử 22 tháng 5 sắp tới. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nhân dân là tiếp tục lao động sản xuất, tập trung vào cái việc chăn nuôi trồng trọt, trong đó là nhân dân ổn định cái tư tưởng, nhất là việc tập trung chỉ đạo các đồng chí trong ủy ban bầu cử về tận các cái địa bàn bầu cử nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao cái nhận thức, vai trò trách nhiệm của mình để làm tròn cái nhiệm vụ của người cử tri trong thời gian tới để làm tốt công tác bầu cử.
Tuy thời gian gần đây đã xảy ra một số sự việc làm ảnh hưởng không tốt đến đời sống của người dân vùng biển Bãi Ngang, Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, nhưng với ý thức về nghĩa vụ công dân, sự tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vững tin vào sự quan tâm của tỉnh, của huyện, các cử tri xã Ngư Thủy Nam vẫn đồng viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách, dần ổn định cuộc sống và sẵn sàng bước vào ngày hội lớn của đất nước để cầm trên tay lá phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 6, gồm 9 xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Văn, Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Thủy, Quảng Sơn, thuộc thị xã Ba Đồn. 1. Họ và tên Mai Xuân Hàm, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1962, giới tỉnh Nam, quê quán xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 5, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, nơi làm việc Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngày vào Đảng, 3 tháng 12 năm 1988, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành kinh tế công nghiệp, học hàm học vị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. 2. Phan Thị Thanh Hương, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1983, giới tính nữ, quê quán xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ công chức Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, nơi làm việc Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, ngày vào Đảng, 9 tháng 12 năm 2010, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Tài chính, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C. 3. Trần Thắng, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1966, giới tính nam, quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, khu phố 3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn, nơi làm việc Thị ủy Ba Đồn, ngày vào Đảng 20 tháng 8 năm 1995, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Kinh tế, học hàm học vị thạc sĩ kinh tế chính trị, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2011-2016. 4. Lương Thị Bích Thủy, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1985, giới tính nữ, quê quán xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ công chức Phó trưởng phòng Tư pháp, nơi làm việc Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, ngày vào Đảng 10 tháng 11 năm 2009, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Luật, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C. 5. Trần Sơn Tùng, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1979, giới tính nam, quê quán xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, nơi làm việc Tỉnh đoàn Quảng Bình, ngày vào Đảng 16 tháng 5 năm 2007, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Sư phạm Nga Anh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ Đại học Nga Anh. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 5 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là 3 đại biểu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 7, gồm 15 xã Hà Trạch, Mỹ Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Sơn Trạch, Liên Trạch, Hưng Trạch, Thường Trạch, Cờ Nẫm, Tân Trạch, Vạn Trạch, Phủ Đình, thuộc huyện Bố Trạch. 1. Họ và tên Phạm Xuân Diệu, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1970, giới tính nam, quê quán xã Phong Hòa, huyện Tuyên Hòa, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 3, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ Bộ đội Biên phòng, tỉnh ủy viên, thượng tá, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nơi làm việc
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ngày vào Đảng mùng 4 tháng 4 năm 1993, giáo trung phổ thông 12/12 chuyên môn nghiệp vụ, chỉ huy tham mưu cao cấp quân sự địa phương, đại học quản lý bảo vệ biên giới, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A. 2. Phan Văn Gòn, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1959, quê quán xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tiểu khu 12 thị trấn Hoan Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, nơi làm việc huyện ủy Bố Trạch. Ngày vào Đảng 19 tháng 5 năm 1990, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, đại học kinh tế nông nghiệp, lý luận chính trị cử nhân, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A, là đại biểu hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2011-2016. 3. Trần Lê Hằng, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1985, giới tính nữ, quê quán xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay thôn 2 Phúc Đồng, Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ giáo viên, tổng phụ trách đội, nơi làm việc trường tiểu học số 1 xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học sư phạm âm nhạc, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A. 4. Nguyễn Thị Thu Hiếu, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1986, giới tính nữ, quê quán xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay thôn Trầm Mẹ, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ điều dưỡng phụ sản, nơi làm việc trạm y tế xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Ngày vào Đảng 22 tháng 4 năm 2014, giáo trung phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ đại học y dược, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B. 5. Lý Thị Tuyết Khoa, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1980, giới tính nữ, quê quán phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 11, phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ nhân viên, nơi làm việc công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, giáo trung phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B. 6. Họ và tên: Võ Minh Hoài, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1958, giới tính nam, quê quán xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 3, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, nơi làm việc công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016. 7. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 5 tháng 12 năm 1964, giới tính nữ, quê quán xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 5, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nơi làm việc hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng 25 tháng 12 năm 1995, giáo trung phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ bác sĩ y khoa, học hàm học vị tiến sĩ điều dưỡng, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C, là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 8. Trần Phong, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1974, giới tính nam, quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, nơi làm việc ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Bình. Ngày vào Đảng 25 tháng 9 năm 2000, giáo trung phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ đại học kinh tế ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, học hàm học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Nga trình độ C. Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là 8 người. Số đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là 5 đại biểu. Trong kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2016, em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 11 chuyên lý, trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, đã xuất sắc giành huy chương bạc. Kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2016 được tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2016. Với thành tích đạt được là 37,15 điểm,
Em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 11 chuyên lý trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, đã xuất sắc giành huy chương bạc. Với số điểm này, em Quỳnh chỉ cách tấm huy chương vàng 1,2 điểm và Quỳnh là học sinh có số điểm cao nhất trong 8 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Á 2016. Em Nguyễn Thế Quỳnh là học sinh chăm ngoan, có năng khiếu đặc biệt về môn vật lý. Các giáo viên tổ vật lý trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đã phát hiện bồi dưỡng Quỳnh trong suốt 2 năm theo học tại trường. Mặc dù chỉ là học sinh lớp 11, Quỳnh đã tham dự và đạt giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2015-2016 và xuất sắc vượt qua hàng chục đàn anh đàn chị lớp 12 của các trường trung học phổ thông chuyên trong cả nước để được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Á, hướng tới kỳ thi Olympic vật lý quốc tế sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ. Trong suốt quá trình học tập, Quỳnh đã nhận được sự quan tâm của nhà trường, thầy cô và bạn bè, đặc biệt là các giáo viên của tổ vật lý, trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã hỗ trợ kịp thời về tinh thần và vật chất, giúp Quỳnh yên tâm ôn luyện để tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Đội 5 tập 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Quy tập 2 của liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyên mục Chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Bộ Trạch nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Ngày 7 tháng 5, Hội Quân nhân Sư đoàn 403 Quân chủng Hải quân đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, mùng 7 tháng 5 năm 1955, mùng 7 tháng 5 năm 2016 và 38 năm ngày thành lập Sư đoàn 403 Quân chủng Hải quân. Tại buổi gặp mặt, các cựu cán bộ chiến sĩ Hải quân đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Hải quân luôn nêu cao ý chí, quyết tâm, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trên từng lĩnh vực công tác và cuộc sống đời thường, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Buổi gặp mặt góp phần thắt chặt hơn tình đồng chí đồng đội của các cựu quân nhân Hải quân năm xưa đang sinh sống trên mọi miền đất nước. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ cựu chiến binh Hải quân thể hiện lòng biết ơn và tri ân công lao của những đồng chí đồng đội đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 9 tháng 5, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Khăm Muộn, Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện, tìm kiếm, cất bốc 35 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang Ba Dốc. Mùa khô ở nước bạn Lào thường kéo dài từ 6 đến 7 tháng. Mùa khô đó cũng chính là mùa quy tập của những chiến sĩ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ ở nước bạn là chuỗi ngày đầy vất vả, khó khăn. Để có được kết quả trên, đội đã chia thành nhiều hướng hành quân đến khắp các bản làng của tỉnh Khăm Muộn. Công tác tìm kiếm, cất bốc được đội 589 tiến hành ở mọi địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết, với quyết tâm không bỏ sót địa bàn và bất kỳ thông tin nào liên quan đến các phần mộ liệt sĩ. Khó khăn nhất đối với đất bản Lào hiện nay là tình trạng mộ chí về tin tức, là những người biết nguồn tin chính xác và tham gia kháng chiến thì họ đã tuổi cao sức yếu, họ đã mất hy sinh, họ đã chết hết. Còn những số còn lại thì những người là già yếu, quá già yếu thì lại không nắm được là vị trí chính xác. Cái thứ hai là nghe lại cái số nghe lại thì lại chỉ cả một khu vực rừng hoặc là một vùng nào đó thôi, cho cái phần chính xác rất khó khăn. Theo cái đề án của Ban công tác đặc biệt của chính phủ của hai nước đã ký kết thì từ nay cho đến năm 2020 chúng ta tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nếu có nguồn tin chúng ta phải tìm đến hết bằng được những nguồn tin liệt sĩ đang còn trên đất bản Lào. Mùa quy tập 2015-2016 đã khép lại với kết quả ngoài mong đợi. Với 35 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập, hồi hương trong đợt này, đội 589 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa chỉ tiêu kế hoạch được giao. Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực cố gắng của các chiến sĩ, đội 589 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, đặc biệt là sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân các bộ tộc Lào. Những tháng ngày bám bản, đội 589 đã tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa,
giúp dân phát triển sản xuất, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Đáp lại, bà con dân bản giúp đỡ về nơi ăn nghỉ, cung cấp nhiều thông tin giá trị, giúp đội 589 đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm cất bốc. Sản bản hà của sứ đoạc nắn cái hiện và phạt lập ẩm nạt cản phục phong. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình thường xuyên chỉ đạo đội 589 thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khăm Muồn chúng tôi sẽ làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đội 589 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đó cũng chính là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của nhân dân các bộ tộc Lào đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đã thành thông lệ, mỗi khi tháng năm về, đất mẹ Quảng Bình lại dang rộng vòng tay đón các liệt sĩ. Sau hàng chục năm xa cách, các anh thực sự trở về với đất mẹ yêu thương. Mỗi phần mộ liệt sĩ hồi hương là thành quả của biết bao mồ hôi công sức của những người làm nhiệm vụ đi tìm đồng đội. Và hơn hết, đó còn là minh chứng sinh động về tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai đảng, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn nói riêng. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Quảng Lâu, Quảng Phương và Quảng Tung, huyện Quảng Trạch đang tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước cũng như huy động sự đóng góp của nhân dân, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2016. Đến nay, xã Quảng Tung, xã Quảng Lâu đạt 15 trên 19 tiêu chí, xã Quảng Phương đạt 16 trên 19 tiêu chí. Các địa phương này đang phấn đấu hoàn thành những tiêu chí còn lại, chủ yếu tập trung vào nhóm kết cấu hạ tầng như giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học là những tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn. Để hoàn thành được các tiêu chí này, các địa phương đang tranh thủ nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước để xây dựng các trục đường giao thông liên thôn và trường học. Đối với các trục đường giao thông nội thôn, giao thông nội đồng, kinh phí đầu tư sẽ do địa phương và nhân dân đối ứng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã Quảng Lưu, Quảng Tung, Quảng Phương cơ bản đạt được theo kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực không ngừng, sau hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của các địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Để giữ vững và phát huy các kết quả đạt được, hiện nay huyện Bố Trạch đang tiếp tục tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Để chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thực hiện đúng lộ trình, ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện, huyện Bố Trạch đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đến nay, huyện Bố Trạch đã có 7 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã Hoàn Trạch và Hải Trạch đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và 5 xã là Đồng Trạch, Thanh Trạch, Bắc Trạch, Trung Trạch, Đài Trạch đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Hiện huyện Bố Trạch có 4 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí, 10 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí, 7 xã đạt 5 đến 9 tiêu chí và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo điểm và chỉ đạo diện. Bên cạnh đó thì cái nhận thức về việc chúng ta xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên và các cái tầng lớp nhân dân đã được nâng cao, cùng với cái việc điều hành linh hoạt của Ủy ban huyện, nhất là trong việc áp dụng cái bộ thiết kế mẫu thì cái chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Và tính đến cuối năm 2015 thì bình quân toàn huyện là đạt 14 tiêu chí trên một xã và đã cứng hóa được trên 250 km đường giao thông nông thôn. Đây là cái nét đột phá nhất trong cái nhiệm kỳ vừa qua.
Năm 2016, huyện Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực kết hợp thực hiện lồng ghép với các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Huyện cũng đã đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 7 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại trên địa bàn không thuộc xã điểm tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu tăng từ 1 đến 2 tiêu chí trên một xã. Đồng thời tập trung chỉ đạo 3 xã là Vạn Trạch, Đức Trạch và Hà Trạch đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay các địa phương này đang gấp rút triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2016 thì Đảng bộ nhân dân xã Vạn Trạch quyết tâm là hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện tại Vạn Trạch đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí. Thì còn lại 2 tiêu chí là tiêu chí đường giao thông nông thôn và tiêu chí cơ sở vật chất trường học. Đến thời điểm hiện tại thì theo dự toán thì tổng vốn đầu tư cho chương trình nông thôn mới của 2 tiêu chí này cần khoảng 26 tỷ. Hiện tại bằng các nguồn ngân sách của trên hỗ trợ và nhân dân đóng góp thì cơ bản đáp ứng được 30%. Số tiền còn lại thì sẽ là huy động nhân để hoàn thành các tiêu chí. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thời gian tới huyện Bố Trạch tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tiếp tục huy động các nguồn lực từ nhân dân để lồng ghép thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, việc xây dựng nông thôn mới cũng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiệm vụ sắp tới, trên cơ sở nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 22, thì Ủy ban nhân huyện đã cụ thể hóa và xây dựng cái lộ trình rất là cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 là đạt 14 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Và để trong cái triển khai thực hiện thì trong những cái tháng đầu năm của 2016 thì Ủy ban nhân huyện đã tập trung và quyết tâm là trong năm 2016 này sẽ xây dựng đạt chuẩn đối với 3 cái xã chọn làm điểm, đó là xã Đức Trạch, xã Hà Trạch và xã Vạn Trạch. Đối với cái việc chỉ đạo diễn thì Ủy ban nhân huyện cũng đã cụ thể hóa và phân công trực tiếp các cái đồng chí trong lãnh đạo ủy ban cũng như lãnh đạo các cái phòng ban chuyên môn trực tiếp phụ trách các cái xã trong cái việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và tập trung chỉ đạo nâng dần cái chuẩn và củng cố các cái tiêu chí đã đạt chuẩn. Đối với các cái tiêu chí mà chưa đạt chuẩn nhưng mà không cần đến cái nguồn kinh phí lớn thì cũng tập trung chỉ đạo các cái xã là để sớm đạt chuẩn và nâng dần để tăng cái tiêu chí bình quân toàn huyện. Còn lại đối với các cái tiêu chí mà cần đến cái nguồn kinh phí thì có cái lộ trình xây dựng cụ thể, nhất là các cái tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất để từ đó thực hiện lồng ghép các cái nguồn vốn và xây dựng đảm bảo cái lộ trình đã đề ra. Bằng những cách làm hay, các giải pháp biện pháp cụ thể cùng với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận cao của nhân dân sẽ tạo đà tạo thế cho huyện Bố Trạch sớm thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5 năm 2016. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 5 năm 2016, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ.